hai ba ta cần tập trung đi rất là cẩn thận để tránh những cái tình trạng là cái đối tượng áo vàng áo đen xông ra. Nghiêm túc, anh đang nói rất là nghiêm túc, nhất là cái thằng áo đen con đen này tao cười nhăn nhở nhỉ. Nghiêm túc nhá. Đây hàng hóa này, hai chuyến hàng luôn, ai ở đấy một con cẩu hai chuyến hàng luôn nha anh em nhá. Đấy đó, anh em thấy không đó? Hai ba đấy, như anh em thấy đấy, ở hôm nay thì Nguyễn Hồng có chuyến giao hàng đêm lên trên Hà Nội. Chú khách thì hẹn đêm mới giao. Anh em có biết tại sao lại giao về đêm không ạ? Tầm lúc mình xuất phát là lúc 9 giờ tối. Mình đi giao thì có một bức to và mấy bức vừa vừa. Đường đi buổi tối thì khá là thoáng và mát. Lên thủ đô buổi tối thì nhìn đẹp thật anh em ạ. Nhất là cái đoạn mà cái đoạn này này. Đấy, cái đoạn mà lên cầu Vĩnh Tuy đấy. Nhìn đúng kiểu lâu lâu rồi thì em mới ở quê lên thủ đô ấy. Thấy nó cứ đẹp đẹp sao ấy mà nó không yên tĩnh. Chạy loang quang một hồi thì cũng tới nơi. Và cái đoạn này là cái đoạn khó nhất này, chính là cái đoạn di chuyển tác phẩm rất là to này, tác phẩm Tượng Di Lặc Hộ Hương này rất là to vào, vì cái cửa nó không đủ chiều cao, phải dùng cầu di chuyển vào. Thì cuối cùng một hồi thì vẫn chuyển được vào, khá là ok. Và tác phẩm này thì đặt ở dưới tầng 1 thôi. Còn mấy tác phẩm kia thì có tác phẩm Thành Tâm Bái Phật và một tác phẩm Tam Dương nữa thì đặt ở trên tầng 3 và tầng 5 của chú. Đấy, và di chuyển này, và anh em nhìn thấy tác phẩm này thì ôm đá khá là nặng. Đấy, di chuyển lên và sắp xếp xong xuôi xong thì cũng gần 12 giờ. Đấy, gần 12 giờ thì mới từ Hà Nội về. Cũng khá là mệt nhưng mà cảm thấy khá là vui. Vì sau khi trưng bày tác phẩm xong thì chú có chia sẻ là chú cảm thấy mọi thứ nó rất là hài lòng. Và đó là một điều tuyệt vời. Những cái mà mình làm ra, những thứ mà mình trao đi mà được khách hàng cảm thấy vui thì đó là điều mình nhận lại rất là tuyệt vời. Và anh em nào mà chưa giao lưu với Nguyễn Hồng, nhớ là thử giao lưu một lần xem sao nhá.